Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, Hungary sẽ không thực hiện các quyết định của EU về di cư bao gồm việc chấp nhận hạn ngạch bắt buộc cũng như nghĩa vụ xây dựng các trại di cư. Nguồn tin của The Wall Street Journal cho biết, chính phủ Ba Lan cung cấp cho lực lượng phòng vệ Ukraine máy bay trực thăng tấn công Mi-24 do Liên Xô sản xuất. Ông Erdogan vừa quả quyết Ukraine rất xứng đáng được gia nhập NATO thì gần như ngay sau đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ loan báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Ankara trong tháng 8 tới. Em gái ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ hành động kiên quyết nếu máy bay Mỹ vượt giới tuyến trên biển, xâm phạm không phận nước này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, Hungary sẽ không thực hiện các quyết định của EU về di cư bao gồm việc chấp nhận hạn ngạch bắt buộc, cũng như nghĩa vụ xây dựng các trại di cư, đồng thời cho rằng các biện pháp của châu Âu rõ ràng là không hiệu quả và cần được thay thế. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về di cư Hungary-Serbia vừa diễn ra ở Áo, Thủ tướng Orbán cho rằng có thể có những giải pháp tốt trên biển nhưng những giải pháp tương tự chưa chắc đã tốt trên đất liền. Do đó, Hungary sẽ tìm ra một cách pháp lý và chính trị để đảm bảo rằng các biện pháp về di cư sẽ đạt hiệu quả nhất. Theo Thủ tướng Orbán, mô hình của Hungary dựa trên một ý tưởng đơn giản nhưng hiệu quả, đó là không ai được phép vào nước này cho đến khi đơn xin tị nạn của họ được xét duyệt, và mô hình này nên được áp dụng bởi tất cả các nước châu Âu. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra bởi vì Bruxelles đã thông qua một quy định áp đặt hạn ngạch bắt buộc và buộc các quốc gia thành viên phải thành lập các trại tị nạn. Quy định này có thể giúp ích cho Italia, nhưng nó chắc chắn sẽ làm xấu đi vị thế của Áo so với Hungary. Thủ tướng Orbán cũng cho rằng người Hungary không chỉ bảo vệ Hungary mà còn bảo vệ toàn bộ châu Âu chống lại những người nhập cư bất hợp pháp. Nếu không có Serbia và Hungary thì sẽ có thêm hàng trăm nghìn người di cư bất hợp pháp ở Áo, Đức và Hà Lan so với hiện nay. Năm ngoái, tổng cộng 330.000 người di cư bất hợp pháp đã bị chặn lại dọc biên giới châu Âu, 270.000 người trong số họ ở biên giới Hungary-Serbia. Đồng quan điểm này, Thủ tướng Áo, Karl Nehammer cho rằng hệ thống tị nạn của EU không hiệu quả và Áo, cùng với Hungary và Serbia rõ ràng đã kìm hãm việc xin tị nạn vào EU. Các quốc gia này đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi nạn di cư bất hợp pháp. Thủ tướng Karl Nehammer cũng nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa cảnh sát ba nước, được thể hiện rõ qua việc lực lượng cảnh sát Áo, Serbia và Hungary đã bắt giữ tổng cộng 700 kẻ buôn người vào năm ngoái. The Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho hay, Ba Lan bí mật chuyển giao khoảng 10 trực thăng Mi-24 cho Ukraine. Ba Lan, đồng minh của Ukraine, gần đây đã gửi cho Kiev khoảng 10 trực thăng chiến đấu Mi-24 do Liên Xô thiết kế. Ba Lan vẫn là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiều nhất trong xung đột với Nga. Nước này trở thành trung tâm cung cấp vũ khí cho Ukraine từ các quốc gia khác và là nơi huấn luyện binh sĩ Ukraine. Warsaw cũng ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết Warsaw đã cung cấp 10 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Kiev. Ba Lan có 28 máy bay chiến đấu MiG-29. Các máy bay phản lực này hiện đồn trú tại một căn cứ không quân ở Malbork, miền Bắc Ba Lan. Sau Ba Lan, Slovakia là quốc gia thứ hai cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Các nước phương Tây liên tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo và quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Chính phủ Ukraine đã nhận được xe tăng Leopard của Đức và xe tăng Challenger của Anh, bệ phóng tên lửa SIMAAS do Mỹ sản xuất, nhiều loại pháo tự hành của NATO, cũng như tên lửa chống tăng từ phương Tây. Nga cảnh báo viện trợ quân sự cho Kiev, khiến các nước phương Tây trên thực tế trực tiếp tham gia vào xung đột, đồng thời tuyên bố hệ thống vũ khí nước ngoài sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp trên chiến trường. Kiev rất hài lòng khi ông Erdogan quả quyết Ukraine rất xứng đáng được gia nhập NATO trước cuộc họp thường niên năm nay. Nhưng gần như ngay sau đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ loan báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Ankara trong tháng 8 tới. Ông Erdogan là một trong những lãnh đạo của các nước thành viên NATO tận dụng và khai thác triệt để nhất tất cả những gì liên quan cuộc chiến Ukraine để phục vụ cho lợi ích riêng. Cách làm là chơi cuộc chơi cân bằng giữa NATO và Nga cũng như giữa Nga và Ukraine. Tất cả những bước đi của ông Erdogan đều nhằm để cao vị thế và vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO, cũng như trong diễn biến tình hình chính trị an ninh ở châu Âu, và tạo thế có lợi nhất cho Ankara trong quan hệ với EU lẫn Nga. Là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ không thể theo đuổi quan điểm, chính sách và hành động trái ngược với những quyết sách chung của khối về vấn đề Ukraine. Nhưng Ankara lại không thể và không dám thù địch Moscow.
Ông Erdogan công khai tỏ ra đặc biệt ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, trước hết nhằm gây áp lực đối với Thụy Điển và sau đấy mới đối với Nga. Ông vấp phải tranh thủ ông Putin để Moscow không chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine mà Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và ghi dấu ấn. Chỉ có điều là trong cuộc chơi cân bằng, ranh giới giữa lợi dụng đối tác và bị đối tác lợi dụng vốn luôn rất mong manh. Bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, cáo buộc trinh sát cơ Mỹ đã hai lần xâm phạm không phận phía Đông Triều Tiên trong hôm nay. Chúng tôi không phản ứng với hoạt động do thám của Mỹ ở bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế, nhưng sẽ hành động kiên quyết nếu quân đội Mỹ vượt qua đường phân giới trên biển, bà Kim tuyên bố, nhưng không đề cập biện pháp đối phó cụ thể. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA trước đó dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết Washington đã đẩy mạnh hoạt động do thám vượt mức thời chiến và tiến hành các chuyến bay khiêu khích nhằm vào Bình Nhưỡng trong 8 ngày liên tiếp. Một trinh sát cơ Mỹ từng nhiều lần xâm phạm không phận Triều Tiên ở vùng biển Đông Hải. Không có gì đảm bảo rằng sự cố chấn động như máy bay trinh sát chiến lược của không quân Mỹ bị bắn hạ trên bầu trời Đông Hải sẽ không xảy ra, tuyên bố có đoạn. Đông Hải là cách Triều Tiên gọi biển Nhật Bản, khu vực nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây liên tục leo thang. Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản, Triều Tiên sau đó tiến hành nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí thế hệ mới để đáp trả. Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ hồi tháng trước tham gia tập trận với Hàn Quốc nhằm phô diễn sức mạnh sau vụ phóng vệ tinh thất bại của Triều Tiên cuối tháng 5. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.